nhất trí đúng rồi. này 30 tháng 9 chủ đề là dự án phục thấp bồi giả ven sử dụng AI. Tôi có kế hoạch để học thảo ngôn ngữ ví dụ tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh. Giáo viên ai có thể nói bằng ngôn mẹ nên người học có thể giao tiếp với giáo viên nên giáo viên có thể dạy người nên dù chúng ta có thể sử dụng AI để biết làm chủ đề tôi đã có mô mười chủ đề về học tập ngôi nữ mỗi giáo viên giáo viên có thể dạy người học và tạo giáo viên có thể việc làm dự án để dạy người học sử dụng AI là phương pháp tốt nhất. Dự án nội là AI Magic, đó là tuyệt vời khi chúng ta học đôi là cùng học sinh vì tôi đã học tập tiếng Việt nhưng mà trình độ tôi là sơ cấp hồi hồi trung cấp nên tôi có thể luyện tập để học tiếng Việt khi ngồi học học tập ngôi ngữ ngồi học có thể vai có thể giao thể vội giáo viên nên cô có thể nói về quá trình tốt nhất and cô có thể kế hoạch tốt nhất nên học tập là tuyệt vời nên học tập là tuyệt vời and then dự án là sẽ là thành công. Xong tôi đã nói về dự án AI Magic. Nên tôi có
Vâng, kiên quyết. Still, I'm on my dancing. Thì bảo tàng tôi là ông tôn nhất. Nhật Trời Trung ngồi là 30 tháng 9. Ý tôi là được rồi, tôi đấy. Tôi có một việc cách để 8 giờ hồi tàu bay rồi thì sang trai tiếp. Chùa Hàng Cục tặng tương 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 đấy. Cô mô cho về AI có thể nói chuyện cho chẳng chuyện nhé. Xuyên vang thêm nói vang lên kiện môi nhồi chửi. Dương kết của anh ta mưu mộ vài hách hải cô nhồi nhắc tiền vôi gia đình và gia đình cô thể sẽ dẫn tất cao chuyện trai hồng nói tên vào cầu xuyên như chỉ kết môi chúng ta có thể làm về vui sư chung tôi thể biết cách làm tiền chương trình môi mê tôi văn đang suy nghĩ để không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Mỗi khi tôi trở về, cháu ven có thể mở rộng vài dạng làm về hồi nông sài hốc, phát triển thêm kiến thức về liên phúc khác. Sư chủ bà tại nông đang tập trung lại tại Bangkok, cô dự án đang thiên trên tốt khi học sinh sư thật. Tôi cảm tại bản thân thương đang phát triển theo Trung Quốc. Bài mang chưa cố gắng thế nào, tôi cũng cảm nhận sự tại tôi và tác thức. Tôi biết mình cần cố gắng hơn nữa để vượt qua mỗi khó khăn và nỗ lực phát triển. Tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết hơn, dựa trên những gì đã trải qua. Xong.